có rất nhiều chất độc tại phương Đông, xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, có thể không bị phát hiện. Cơn đau xảy ra rất ngắn và người ta không thể tìm được chất độc đó. Giả thuyết về một loại chất độc như vậy cũng có thể xảy ra. Người ta bình luận về giả thuyết đầu độc Lý Tiểu Long khá lâu. Hóa ra là xung quanh anh có khá nhiều người và tổ chức có thể gây ra cái chết bất ngờ đó. Và mỗi người trong số đó đều có thể sử dụng thuốc độc. Cần phải nói rằng Lý Tiểu Long tín nhiệm các thầy thuốc dùng phương pháp vi lượng đồng căn Trung Hoa hơn các bác sĩ phương Tây. Thành phần các loại thuốc Bắc mà các thầy lang Hồng Kông sử dụng trong khi hành nghề đã rất kinh khủng với y học chính thống. Vì thế, sự việc hoàn toàn có thể phát triển như sau. Trước khi qua đời, Lý Tiểu Long đã uống một loại thuốc thảo dược dân gian nào đó. Chính loại thuốc này đã gây ra chứng phủ não và dẫn đến tử vong. Thành phần loại thuốc này không thể xác định khi khám nghiệm tử thi. Trên cơ sở những phỏng đoán này, lại xuất hiện một giả thuyết khác. Lý Tiểu Long có thể bị người ta đầu độc. Sau khi diễn viên này được mai táng không lâu, trên một số tờ báo loan tin tin đồn rằng Lý Tiểu Long qua đời do sử dụng ma túy quá liều, một loại thuốc gọi là thuốc 707. Và cũng có thể nói rằng Lý Tiểu Long từ lâu đã là một con nghiện, hút cả cần sa và heroin. Tất nhiên đối với những tờ báo nhỏ thì việc đăng tải bài báo này là để tăng lượng người đọc. Không có bất kỳ xác nhận nào về việc Lý Tiểu Long tiêm chích và anh không thể như vậy. Thì ra bài báo này được đặt viết bởi công ty bảo hiểm mà Lý Tiểu Long đã ký hợp đồng vào đầu năm 1973 với giá trị bảo hiểm lên tới 2 triệu đô la. Vào thời điểm đó, đây là một số tiền khổng lồ, thậm chí là cả với một công ty lớn. Một trong những điều khoản hợp đồng là nếu như chứng minh được rằng Lý Tiểu Long sử dụng ma túy thì công ty bảo hiểm được giải phóng khỏi nghĩa vụ thanh toán. Vì thế, công ty bảo hiểm cho Lý Tiểu Long đã nhúng tay vào việc chuyển từ việc nghệ sĩ này qua đời do thuốc độc thành qua đời vì nghiện ma túy. Nhưng khám nghiệm tử thi cho thấy Lý Tiểu Long chỉ sử dụng hai loại thuốc. Thuốc giảm đau Doloxen được kê cho anh vào năm 1968 khi anh bị chấn thương lưng, và thuốc Dilantin anh bắt đầu uống sau khi bị chứng động kinh vào ngày 10 tháng 5. Ngày 20 tháng 7, 3 tiếng trước khi qua đời, anh đã uống thuốc giảm đau Equacesis. Vì thuốc này thực chất chỉ là một loại thuốc aspirin thông thường, có kết hợp với thuốc ngủ meprobamat. Loại thuốc này hầu như bán tại tất cả các hiệu thuốc, thậm chí không theo đơn của bác sĩ. Hàng triệu người thường xuyên sử dụng loại thuốc này. Equacesis không hề có tác dụng đặc biệt nào ngoài việc cảnh báo không sử dụng cùng với rượu. Nhưng trước khi qua đời, Lý Tiểu Long không uống rượu. Trong kết luận y học ghi rằng dị ứng với thành phần của thuốc giảm đau Equacesis có thể gây ra chứng phủ não. Thay vì 1.400 g, Lý Tiểu Long lại uống 1.600 g, tức là vượt quá 200 g so với liều quy định. Nghĩa là chỉ cần uống một vỉ thuốc giảm đau có chứa aspirin thông thường, anh đã qua đời do bị phù não. Về mặt lý thuyết, việc này có thể xảy ra. Nhưng trên thực tế, những tình huống tương tự cực kỳ hiếm gặp. Những người hâm mộ tài năng của Lý Tiểu Long và những người còn lại không muốn tin vào nguồn tin chính thức. Họ không cho rằng vị vua Kung Fu qua đời bởi một vỉ thuốc aspirin. Vì thế, những cuộc điều tra riêng vẫn tiếp tục diễn ra. Để củng cố cho giả thuyết cố ý đầu độc thần tượng, xuất hiện những bài báo về tình trạng khó khăn về tài chính của anh khi sắp qua đời. Tờ báo không tên tuổi Star đăng tin về việc Lý Tiểu Long trên thực tế đã bị phá sản. Đối với người dân Hồng Kông, những người chứng kiến ngôi sao võ thuật đi trên những chiếc xe hơi đắt tiền, ở trong một ngôi nhà xa hoa tráng lệ, ăn tối tại những nhà hàng sang trọng, thì kết luận này quả thực là một tin sốc. Tờ báo này thông tin rằng mặc dù có nguồn thu lớn từ việc đóng phim, nhưng Lý Tiểu Long không giàu như mọi người vẫn tưởng. Bạn bè của Lý Tiểu Long phản đối. Họ nói rằng những tháng cuối đời, Lý Tiểu Long nhận được mức cát xê cao nhất, không gặp khó khăn gì về tài chính, và thậm chí còn đặt mua một chiếc Rolls-Royce. Nhưng tờ Star không dễ dàng đầu hàng như vậy. Tờ báo này in trên trang nhất cuộc phỏng vấn với đại diện chi nhánh Rolls-Royce tại địa phương. Trong đó thông báo chính thức rằng Lý Tiểu Long không hề đặt hàng xe của hãng và khẳng định thông tin này bằng văn bản. Một sự kiện khả nghi khác cũng do tờ Star đăng tải, 80% cổ phần do Lý Tiểu Long sở hữu tại công ty Concord, đứng tên người quản gia của anh, Vũ Ngang. Ngôi nhà của Lý Tiểu Long tại Colon Town cũng thuộc sở hữu của công ty Low-Gen Enterprise Limited. Một trong những giám đốc của công ty này là Vũ Ngang. Các phóng viên đương nhiên muốn nhận được câu trả lời của chính ông Vũ Ngang về vấn đề này và đến gặp ông tại nhà riêng. Khi được hỏi vì sao mà ông có số tài sản đó, vị quản gia trả lời, Lý Tiểu Long giao cho tôi, và đóng sập cửa lại. Một nhân vật quan trọng có liên quan tới cái chết của Lý Tiểu Long là La Duy, người đồng sản xuất với anh. Báo chí không quên nhắc lại cuộc chiến công khai giữa họ. Một lần Lý Tiểu Long phát hiện ra La Duy đã che giấu một phần lợi nhuận. Trước mặt đông người đã công khai chỉ trích người bạn của mình là đồ kẻ cắp. Sự việc thậm chí đã dẫn tới đụng độ, buộc phải gọi cảnh sát tới và tách hai vị đồng nghiệp ra. Mâu thuẫn chỉ được dàn xếp khi Lý Tiểu Long buộc phải viết biên bản. Tôi, Lý Tiểu Long, sẽ để yên cho La Duy. Cảm tưởng như mọi việc đã kết thúc, nhưng khi quay phim Long Hổ tranh đấu, mọi việc lại lặp lại. Theo điều kiện của hợp đồng, La Duy làm phim này với tư cách người đồng sản xuất. Lý Tiểu Long đã làm La Duy bị chấn thương tay và chỉ trích vô căn cứ rằng La Duy dàn dựng kỹ xảo kém. Bạn bè của Lý Tiểu Long cũng tin chắc rằng sự chấn động này không phải là vô tình. Lý Tiểu Long buộc tội La Duy phá vỡ hợp đồng, người đồng sản xuất, tất nhiên buộc phải bị phạt. Nhưng dù sao, khoản tiền phạt này cũng có nghĩa là việc phá sản bắt đầu. Như vậy là cũng đủ cho những người muốn loại bỏ Lý Tiểu Long, bởi những sự việc đã nói lên một điều rằng cuộc sống, bối cảnh cái chết của vị vua Kung Fu phức tạp hơn nhiều so với những gì mà người ta đã tôn sùng sự sáng tạo nghệ thuật của anh vẫn tưởng. Nhưng cũng có thể xem xét một trường hợp, đó cũng là một chiêu thức quảng cáo của công ty đó, khi họ thấy cần phải thu hút sự chú ý bằng một cách nào đó. Khi vào thời điểm đó, họ đã có tương đối đủ các tư liệu, phát ngôn, chủ đề, tên tuổi tương đối đa dạng. Nhưng không loại trừ trường hợp, nhà sản xuất hiểu rằng cần một chiêu thức PR nào đó để tăng lợi nhuận cho sản phẩm của mình, cho bộ phim đó. Tháng cuối cùng trước khi qua đời, Lý Tiểu Long bắt đầu tránh xuất hiện tại chỗ công cộng. Anh thậm chí còn dẫn theo vệ sĩ Bob Baker. Trước đây, họ đã cùng đóng phim Tinh Võ Môn. Trước đây Lý Tiểu Long không bao giờ có vệ sĩ, sự có mặt của vệ sĩ không thể không bị chú ý. Đối với tất cả mọi người, điều này chỉ có nghĩa một điều, diễn viên này đang thực sự đề phòng cho cuộc sống của mình. Điều đó có nghĩa là anh bị ai đó hoặc điều gì đó đe dọa.